Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki XL7. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi các bạn ạ. Sản xuất tại Indo các bạn nhé, số tự động, nhập khẩu và full option rồi. Rất nhiều option các bạn ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android, camera lùi đầy đủ rồi các bạn nhé. Màu đen, lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Ở cái phiên bản 7 chỗ ngồi thì chiếc xe Suzuki XL7 này được trang bị động cơ 1.5 lít với hộp số tự động và mức tiêu thụ nhiên liệu thì rất là tiết kiệm các bạn nhé. Đấy, chỉ 6,39 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu chạy trong đô thị thì chỉ 7,99 lít thôi, 8 lít cho 100 km quãng đường. Đấy, trong đô thị. Nếu như ngoài đô thị chỉ 5,47 thôi các bạn nhá, 5,47 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì vậy ở cái phiên bản Suzuki XL7 này thì cũng rất là nhiều anh em mua để về chạy dịch vụ các bạn nhá. Thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, thì chiếc xe này rất là mới rồi, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Toàn bộ ở cái sườn bên lái đây ạ, sơn zin còn rất là nhiều luôn. Và đây là cái sườn bên phụ này. Đấy, nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều. Đấy, cụm đèn cũng đã được trang bị là đèn LED này. Đấy, hệ thống đèn chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị giá nóc, đuôi gió, đèn phanh trên cao, màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi rồi. Rất đẹp luôn các bạn nhé. La răng đúc, mặt phay, dàn lốp thì còn rất là mới đấy ạ. Đấy, dàn lốp rất mới luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đấy ạ, cụm đèn này, đã có cả đèn LED ban ngày này. Đèn pha chưa có bị xước sát thì cả luôn. Rất là mới các bạn nhé. 2021 lăn bánh chỉ hơn 3 vạn km thôi. Đèn gầm là đã được trang bị là đèn bi rồi các bạn này. Đèn gầm là đèn bi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đề nổ, start top và bấm tay để mở cửa đây các bạn này. Đấy, toàn bộ về cái phần ngoại thất rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ này, còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa này, rất là mới luôn các bạn nhé. Nội thất này, xe được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình cruise control hay còn gọi là ga tự động đây ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, rất là mới luôn này. Khóa thông minh, đề nổ, start top này, màn hình Android này. Đấy, và chiếc xe này thì đã được trang bị là nội thất là ghế da rồi. Đấy, lót sàn 5D rất là đẹp đây các bạn này. Rất là đẹp, rất là sang luôn các bạn nhé. Đây, cửa gió điều hòa này, nó cũng giống như những chiếc xe Xpander đấy ạ. Cửa gió điều hòa được thiết kế ở bên trên trần. Và chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận, đã dán ni lông trần rồi, cho nên là nỉ trần rất là mới các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái phần nhựa này đều rất là mới này, camera hành trình này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất đẹp luôn này, nội thất ghế da này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 này, 2021 và sản xuất tại Indo các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn. Toàn bộ từ vô lăng cần số này đều rất là đẹp các bạn nhé. Cảm biến lùi này, nguyên bản của xe này, rất là mới này.
táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết này. Đấy, quý bạn xem này, 2021 mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi, cho nên là nội thất rất là mới này. Toàn bộ nội thất này, ghế da này đều rất là đẹp, rất là mới. Bậc cửa thì cũng đã được chủ xe ốp bậc cửa này, chống xước rồi này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Bộ lót sàn 5D rất là xịn, rất là sai. Và đây là cái phần cốp sau các bạn này. Ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau là còn nguyên bản hết này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nội thất rất là mới này. Đấy, nội thất tất cả là còn mới nguyên luôn đấy ạ. Từ những cái phần ní này, phần nhựa này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn các bạn ạ. Mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi. Lốp sơ cua cũng còn mới tinh. Đây, lốp sơ cua các bạn này. Đấy, lốp sơ cua rất là mới. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ các bạn nhá. Từ keo chỉ còn nguyên bản này, táp bi rất là đẹp này. Đấy, rất mới luôn. Xe được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả cánh cửa phía trước bên phụ này. Từ keo chỉ còn nguyên bản này, keo chỉ này, táp bi cánh cửa còn nguyên bản hết này. À, táp bi, táp lô đều rất là đẹp này. Vô lăng, cần số này, tay phanh này. Đấy, quý vị các bạn xem ạ, một chiếc xe rất là mới như này đấy ạ. Đấy, sách hướng dẫn, sổ bảo hành các thứ là còn nguyên này. Đấy, còn nguyên bản này, rất là mới này. Bậc cửa cũng đã được chủ xe dán ốp rất là cẩn thận, cho nên là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ của chiếc xe thì quý bạn xem đây ạ. Động cơ là chúng tôi còn để nguyên, không có dọn dẹp gì đâu các bạn này, mà nó đẹp như này đây ạ. Tất cả những con ốc là còn nguyên bản hết này, từ những ốc chân máy này, nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra này. Đấy, động cơ này như mới luôn, chỉ có một lớp bụi mờ ở trên luôn thôi ạ. Và ốc cabo còn nguyên bản này. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản hết này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất đẹp như này đây ạ. Những cái ốc tai này chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe quá là mới luôn. Đấy, tất cả là đều rất là mới các bạn nha. Cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này là nguyên bản, không có bị ngập nước, cũng không có bị tai nạn gì cả này. Còn nguyên bản và còn rất mới như này đây. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki XL7 sản xuất năm 2021 này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng. Đấy, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.